chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là một sự so sánh nhỏ về tốc độ di chuyển của hai thiết bị CG130K và thiết bị CG130. Và chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy thiết bị CG130K có tốc độ di chuyển vượt trội. Và ở clip lần này, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu ngoài tốc độ di chuyển, thiết bị này còn điểm gì khác biệt so với các thiết bị còn lại. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu cấu tạo của CG130K. Máy bao gồm một thân máy, bộ kẹp mỏ, một mỏ cắt plasma. Ngoài ra thiết bị này còn có thêm jack điều khiển công tắc mỏ cắt plasma được kết nối tại đây. Phần bảng điều khiển và cách kết nối các thiết bị thì hoàn toàn giống như là CG130. Các bạn có thể theo dõi ở video lần trước. Điểm nổi bật nhất của máy là tốc độ cắt có thể nhanh gấp 3 đến 4 lần so với CG130. Và đặc điểm này cho phép máy cắt các tấm mỏng và cho năng suất cao.